một mong nước tình quê thêm đậm đà. Which trip are you in? Linh Đông, Sài Gòn? Yes, Sài Gòn. Anh Linh, bé không anh? Hôm nay anh đi với ai lên? Đi với vợ. Bà không chú? Chạy có mình chú ở đây, một chú ở đây hả? Đây có hộp. Ờ, có hộp hả? Nói về 3 giờ. Ờ, ok. Hộp mỗi đồng thường điên đó mà. Ờ, ok. Chồng lên hát cho 300 luôn. Ủa vậy hả? Hai người là 300. Hai người là 300, một người 150. Ok, để tiếp tục chương trình. Ca sĩ Kính Lý sẽ trình diễn bài Em đã quên một dòng sông. Vợ 150, chồng 150, kỳ này mướn ban nhạc miễn phí luôn rồi.